trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp mà chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Chính phủ Nhật Bản hiện đang tận dụng khoảng thời gian nước rút này để điều chỉnh các biện pháp phòng dịch và sẵn sàng cho tất cả các tình huống. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide yêu cầu nghiêm túc triển khai việc xét nghiệm và hạn chế tiếp xúc trong thời gian diễn ra Olympic. Cụ thể là tất cả các đoàn vận động viên sẽ phải xét nghiệm hai lần trước khi đến Nhật Bản, và xét nghiệm hàng ngày sau khi tới nước này. Trong quá trình tham gia sự kiện, họ cũng phải tuân thủ nghiêm các quy định đi lại và tiếp xúc. Do số ca nhiễm mới tại Tokyo và các vùng lân cận chưa có dấu hiệu giảm, thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ hành động nhanh chóng và linh hoạt thông qua việc theo dõi sát tình hình dịch bệnh. Theo ban tổ chức Olympic sẽ có khoảng 15.000 vận động viên và khoảng 78.000 quan chức nhân viên của các đoàn thể thao từ khắp nơi trên thế giới tham gia các sự kiện thể thao này. Thành phố Sydney của Australia ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Tổng số ca bệnh tại Sydney hiện là 112 trường hợp, trong đó 110 ca được xác nhận có liên quan đến ca bệnh đầu tiên gây bùng phát ổ dịch tại khu vực Bondi và 2 ca còn lại vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Dịch Covid-19 được dự báo sẽ tiếp tục lan rộng trong những ngày tới khi cơ quan y tế địa phương ghi nhận 11 trên tổng số 30 ca mắc ngày 27 tháng 6 có liên quan đến một cửa hàng bán buôn hải sản tại khu vực Marikville. Đáng chú ý trong số các ca bệnh từng đến cửa hàng hải sản, có một thành viên tổ bay của hãng Virgin Australia và người này sau đó đã làm việc trên 5 chuyến bay đến các thành phố khác. Trong khi đó, lãnh thổ Bắc Australia ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 và bệnh nhân số 0 được cho là bị lây nhiễm từ Sydney. Trong nỗ lực kiềm chế số ca mắc mới COVID-19, chính quyền thành phố Moscow của Nga đã áp dụng chính sách chỉ những người có chứng nhận tiêm phòng mới được sử dụng dịch vụ công cộng. Các nhà hàng là đối tượng đầu tiên bắt đầu cuộc kiểm định này, theo đó họ chỉ phục vụ khách hàng đã tiêm phòng. Những nhà hàng đầu tiên tại Moscow đã bắt đầu kiểm tra chứng nhận tiêm chủng của thực khách trước khi cho phép vào dùng bữa. Đây là chương trình khởi động trong chiến dịch khu vực không COVID-19 của chính quyền thành phố Moscow bắt đầu áp dụng từ cuối tuần vừa qua. Theo đó, các nhà hàng chỉ phục vụ các khách hàng đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc nếu đã mắc bệnh thì phải có chứng nhận đã khỏi bệnh ít nhất 6 tháng hoặc có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng gần nhất 72 giờ. Để chứng minh thuộc các trường hợp trên, các thực khách cần trình mã QR đã được cấp qua điện thoại. Cơ quan quản lý tài chính của Anh cho biết Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, bị cấm hoạt động tại nước này, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng thận trọng do ngày càng nhiều chính phủ điều tra Binance liên quan tới hoạt động rửa tiền. Cơ quan quản lý tài chính của anh cho biết, sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới Binance không được hoạt động tại anh nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản. Thông báo này có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, công dân anh vẫn có thể tiếp cận các dịch vụ của Binance ở những khu vực pháp lý khác. Cơ quan quản lý tài chính của anh yêu cầu Binance trước ngày 30 tháng 6 phải hiển thị một thông báo nêu rõ Binance Markets không được phép hoạt động ở vương quốc anh trên trang web và các kênh truyền thông xã hội của sàn giao dịch tiền điện tử này.